Hai mọi người ha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh vlog Trần Văn Đây của mình. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục review cho các bạn phần 3 của Thung Lũng Tình Yêu. Nếu như bạn chưa xem phần 1 và phần 2 thì hãy ghé kênh của mình để xem và ủng hộ mình nha. Bây giờ thì mình sẽ đi lên chiếc xe điện này. Ở bên kia có rất là nhiều những chiếc xe điện đang đợi khách và đưa khách đi tham quan những điểm tiếp theo. Ở trên kia còn nhiều điểm rất là thú vị, các bạn hãy theo chân mình nhé. Bây giờ thì mình đã lên một chiếc xe điện này rồi và mình sẽ được đưa đi lên ở trên cái ngọn đồi ở bên kia. Bên kia cũng rất là đẹp luôn. Và bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem cái đường đi lên nè. Mình đang ngồi ở cái vị trí ở phía sau á, cho nên là không thấy được ở đằng trước như thế nào. Cái khu vực chỗ này mình chưa có tham quan, lát nữa người ta sẽ bỏ mình xuống đó. Khi mà quay về người ta sẽ cho mình xuống đó và mình sẽ tham quan sau nha. Bây giờ thì xe điện sẽ đưa mình đi lên tới ở trên đỉnh kia luôn. Ở hai ven đường á, người ta có trang trí những cái đàn hươu, đàn nai trông rất là dễ thương hoa. Ở trên này nó có một số cái mớp nó rất là cao nên là cho mình bị rung. Các bạn có thấy một đàn hươu cao cổ đang ở trên kia không? Ở bên này á có một cái hồ cá gọi là hồ cá chúc phúc và mình sẽ cho cá bú bình với mỗi phần như thế này là 10.000. Bây giờ mình sẽ cho cá bú nha. Để vừa tắm nước. Các bạn nhìn nè. Mới ăn thịt thỏ thôi. Nó đọc. Nó có ăn được không ta? Nó ăn được, có bị nó ăn to mà. Mấy bà giành nhau chứ đâu có ăn được đâu. Ăn được rồi. Thấy còn nữa. Còn chứ. Ý, 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 đây này, con này này. Con này bú được rồi. Thấy rồi. Ủa mà sao nó ăn nhanh vậy? Bên này có một cái khu vườn rất là dễ thương. Và ở đây á, là một cái nhà rông nè. Ở bên này thì là những con vịt rất là đẹp luôn. Ăn ăn
찍어야 되는 거 아니야? 응, 이제 찍어야겠다. 여기까지. Và đây là hình của một con gấu. Là dừng lại đây một chút để nghe những cái giai điệu của gió. Đây là một cái chuông gió nè. Bên này thì mình lại có một cái khu vườn khác nữa. Đây là gì ta? Đây là cái hình ảnh đàn kiến tha mồi. Kiến vàng. Mà tại sao mình thấy nó là kiến tím mà? Bên này là một con ếch. Hay con ếch. Nhìn thấy ếch này chắc chết hết nhỉ. Ếch ngoài đời mà thật, ếch thật chắc chết hết. Mình vừa mới ở một cái homestay là cú trên cây, thì bây giờ mình vào đây mình thấy có rất là nhiều cú ở trên cây luôn nè. Ở bên dưới là cái hình của, có vẻ giống như một cái hình của một ông già, nhưng mà ở bên trên á thì là hình của những chú cú. Bây giờ thì mình đang đứng trước công viên 30 kỳ quan thế giới, phiên bản thung lũng tình yêu. Ở bên này á là ở Malaysia, đây là tháp đôi ở Malaysia. Bên này là một cái tháp, tháp này ở Pháp, còn gọi là tháp Eiffel. Và ở bên kia là một tòa nhà ở Dubai, ở bên kia. Ở đây á, đi đâu cũng thấy khách Hàn Quốc không à. Cái nhóm này đang đợi xe để đưa trở lại đi xuống ở dưới kia. Ở bên này là cái cối xay gió, là tượng trưng cho đất nước Hà Lan rồi đấy. Và ở đây là Khải Hoàn Môn. Khải Hoàn Môn. Và bên kia. Bên này là tượng nữ thần tự do ở New York của Mỹ nha. Nếu như các bạn theo dõi video của mình á, thì mình có một cái video về chín kỳ quan thiên nhiên, chín kỳ quan thế giới nằm ở Đà Nẵng, phiên bản Đà Nẵng. Còn đây là công viên 30 kỳ quan thế giới của phiên bản ở thung lũng tình yêu. Cái Khải Hoàn Môn này nó rất là nhỏ luôn, nó không có giống như cái Khải Hoàn Môn ở Đà Nẵng. Bên này các bạn nhìn thấy bên này là của đất nước Nhật Bản nè. Bên này là Singapore nè. Và Việt Nam ở bên này. Bây giờ thì mình sẽ đi xuống một cái vườn hoa rất là nổi tiếng ở đây, là vườn hoa Cẩm Tú Cầu. Ngoài những cái loài hoa Cẩm Tú Cầu ra thì còn có rất là nhiều loài hoa khác. Ở bên này các bạn nhìn thấy đây là một cái thảm hoa rất là đẹp luôn. Hoa này là hoa ngọc thảo nha. Mình đang đi tìm một cái con đường để đi xuống vườn hoa Cẩm Tú Cầu, nhưng mà đã đi lạc vào trong cái quán cà phê này rồi. Ở đây cũng có một cái view rất là đẹp luôn, các bạn có thể lên đây uống cà phê và chụp ảnh thì cũng rất là ok. Đã đẹp.
Nếu như các bạn xem được cái video của mình á, thì các bạn rút ra được một cái kinh nghiệm khi đi du lịch ở Đà Lạt. Các bạn không nên vào những cái địa điểm như là làng hoa Vạn Thành hay là tham quan cái vườn hoa thành phố đâu. Bởi vì mọi thứ hoa, mọi loại hoa nó đều gói gọn trong cái thung lũng tình yêu này rồi. Các bạn có thể dồn những cái tiền đó lại và mua một cái vé giá hơi cao khi vào thung lũng tình yêu. Tuy nhiên là mình có ăn trưa ở đó luôn thì cũng rất là ok. Và đi vào đây thì mình có thể chụp giặc hay là tham quan vườn hoa rất là đẹp luôn. Nó rất là rộng nhưng mà nó không có mang cái tính giả tạo như đi vào ở trong những cái làng hoa Vạn Thành. Người ta trồng và trang trí nó đẹp hơn nhiều. Ở bên kia kìa, ở bên kia là cái vườn hoa Cẩm Tú Cầu. Và trên đường mình đi mình cũng thấy rất là nhiều hoa Cẩm Tú Cầu luôn. Ở đây các bạn thấy hai ven đường không? Tuy nhiên ở đằng xa kia thì mình cũng có một cái vườn hoa lớn hơn nữa. Mình sẽ ra ở ngoài đó. Có một cái vườn hoa màu đỏ này là mình nhớ không lầm là hoa hoàng hậu à. Không phải, lát nữa mình sẽ xác nhận lại sau. Bây giờ mình chỉ biết nó đây là một cái vườn hoa rất là đẹp luôn. Các bạn có nhìn thấy không, ở phía dưới á, mình sắp được lạc vào một cái vườn hoa Cẩm Tú Cầu. Cẩm Tú Cầu thì mình thấy nhiều rồi, không những chỉ riêng ở đây đâu mà ở nhiều nơi mình đi đều có. Ở dưới kia người ta đang đi tham quan ở dưới đấy, nhưng mà mình vẫn không biết cái đường đi xuống. Bây giờ mình sẽ tìm một con đường để đi xuống cái vườn hoa Cẩm Tú Cầu nha. Các bạn có thấy một cái vườn hoa rất rộng không? Cẩm Tú Cầu có mặt khắp mọi nơi. Một cái vườn hoa Cẩm Tú Cầu rất là rộng luôn nè các bạn. Thì mình sẽ cung cấp cho các bạn một số cái thông tin về cái loài hoa Cẩm Tú Cầu này. Đây là loài hoa chỉ nở rộ vào tháng 5 cho đến cuối năm và có màu sắc nhẹ nhàng trong sáng như màu hồng, màu xanh, màu hồng nhạt và màu tím. Đặc biệt ở hoa Cẩm Tú Cầu thì màu sắc của hoa nó phụ thuộc vào độ pH của đất. Nếu như đất có độ pH là 7 thì cây sẽ có hoa màu trắng sữa. Nếu như đất có độ pH lớn hơn 7 thì hoa có màu hồng hoặc là màu tím. Nếu như độ pH nhỏ hơn 7 thì cây sẽ cho ra hoa màu lam. Chính vì vậy mà mình có thể điều chỉnh cái màu hoa thông qua việc điều chỉnh độ pH của đất. Xét về ý nghĩa thì hoa Cẩm Tú Cầu là một loài hoa tượng trưng cho sự lạnh lùng vô cảm. Bên cạnh đó thì còn có những cái ý nghĩa khác mà hiện nay vẫn còn rất là nhiều sự tranh cãi xung quanh cái ý nghĩa này. Do đặc tính của sự thay đổi màu sắc thông qua độ pH của đất nên là ý nghĩa của cái loài hoa này cũng khá là buồn. Đấy chính là sự thay đổi trong tình yêu. Trời bắt đầu đã đổ mưa rồi, các bạn có thấy là những cái giọt mưa nó rơi vào ống kính mình không? Bên này là khu trưng bày tượng sáp. Ở bên này đây là một diễn viên rất là nổi tiếng và ông đã là người có tầm ảnh hưởng rất lớn trên thế giới trong những năm 2016 đến 2019 này. Và bên này thì mình được biết nữa là một vận động viên chạy nước rút. Đây là vận động viên đã từng giữ rất là nhiều lần vô địch trong những bộ môn chạy nước rút, chạy 100m, 200m. Cô ca sĩ này quen quen nhưng mà không biết là ai. Và đây là ai? Đây là một diễn viên người Mỹ trong bộ hình như mình thấy rất là quen quen trong bộ phim Cướp Biển Caribe. Và bên kia người ta thấy có mô phỏng một chiếc tàu.
Và đây là ai? Đây là một nhà sản xuất phim, một đạo diễn, người cơ bắp cuồn cuộn ha. Đây là ai? Là Messi. Messi ư? Và đây là ai? Là MC Nhân à? Cái này là Iron Man. Một bộ phim đã làm mưa làm gió. Nhìn cái hình này nó rất là giống thật luôn. Đây là một nhà bác học. Cái ông này mà nói thật bây giờ ổng đứng dậy hoặc là vẫy tay thì chắc là tôi xỉu luôn ở đây đó trời. Nhìn cái bảng ở trên này thì mọi người cũng biết đây là ai. Đây là một nhà vật lý học rất là nổi tiếng luôn. Bây giờ thì mình đã đi tham quan xong cái Thung lũng tình yêu và đồi mộng mơ. Tiếp theo cái ngày hôm nay thì mình sẽ đi vào một cái quán người ta gọi là Hiệp Khách Lầu. Nơi đây thì mình có thể thuê đồ cổ trang để mà mình đi mặc vào và sẽ chụp ảnh theo hình thức cổ trang. Các bạn hãy cùng mình đi đến Hiệp Khách Lầu nha. Các bạn chưa xem video Hiệp Khách Lầu của mình thì xem lại trong cái danh sách phát của mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh của mình các bạn nhé. Bye bye.